Thế giới này luôn tồn tại những bí ẩn. Nhiều người cho rằng những thứ viết ra trong các cuốn kinh thánh, kinh Phật hay kinh Koran đều là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú từ người xưa. Tuy vậy, đã có những trường hợp con người tận mắt chứng kiến các vị thần hiển linh, hoặc họ từng có những trải nghiệm tâm linh mà không có gì có thể lý giải được. Không ai dám chắc Chúa, Đức Phật hay Thánh A-la có thực sự tồn tại hay không. Đi vào cụ thể hơn, cũng không ai dám chắc chắn rằng các thực thể phò trợ cho họ có phải là sản phẩm của trí tưởng tượng hay không. Trong kinh thánh của Thiên Chúa Giáo, các vị thiên thần chính là những trợ tá của Đức Chúa Trời, là các vị sứ giả thực hiện các nhiệm vụ mà Ngài giao phó. Trong đó nổi bật nhất đó là các tổng lãnh thiên thần. Vậy tổng lãnh thiên thần bao gồm bao nhiêu người, họ là những ai, thực hư câu chuyện về họ như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem qua video này nhé. Con số 7 có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong Thiên Chúa Giáo nói riêng và trong văn hóa phương Tây nói chung. Ngoài việc là con số may mắn, người ta còn cho rằng Chúa đã tạo ra thế giới trong vòng 7 ngày. Eva được tạo ra từ chiếc xương sườn thứ 7 của Adam và nhiều câu chuyện khác về con số 7. Người ta cũng sử dụng số 7 để tạo ra các danh sách như 7 kỳ quan thế giới, 7 ngày trong tuần, 7 nốt nhạc cơ bản. Và không ngoại lệ, chúng ta cũng có danh sách 7 tổng lãnh thiên thần của thiên đàng, những người con mạnh mẽ và chính nghĩa phục vụ cho Chúa Trời. Tổng lãnh thiên thần hay còn gọi là tổng lãnh thiên sứ, trưởng thiên sứ là những thực thể trong hàng ngũ trợ tá của Đức Chúa. Trong tiếng Anh, họ được gọi với cái tên là Archangel, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp là Archangelos, trong đó Angelos nghĩa là thiên thần hoặc người đưa tin, còn Arch có nghĩa là thủ lĩnh, bậc nhất. Điều đó có thể thấy các tổng lãnh thiên thần có thể chỉ huy các thực thể khác của thiên đàng. Có một quan niệm sai lầm phổ biến đó là tổng lãnh thiên thần là cấp bậc cao nhất của thiên thần. Thực tế, trong 9 cấp bậc của thiên thần, họ có thứ bậc thứ 8, tức là khá thấp. Điều gây nhầm lẫn có lẽ do từ cái tên của họ, Arch hay là tổng lãnh, chỉ có nghĩa rằng họ lãnh đạo được các thiên thần cấp dưới, cấp thấp nhất mà thôi. Tuy vậy, họ vẫn có vai trò lớn trong những câu chuyện của Kinh Thánh. 7 tổng lãnh thiên thần được đặt tên bao gồm Michael, Gabriel, Raphael, Jophiel, Uriel, Ariel và Kamael. Và câu chuyện của họ như sau. Tổng lãnh thiên thần đầu tiên phải kể đến đó là Michael, hay còn gọi là Michael. Ngài là vị tổng lãnh được nhắc đến nhiều nhất và có vị trí cao nhất trong số 7 người thuộc chức vụ này. Cái tên Michael được dịch ra là ai bằng Thiên Chúa, có nghĩa rằng sự đề cao Chúa Trời lên mức số 1 của vũ trụ. Thực tế, Michael đã thực hiện rất tròn nghĩa vụ của mình, xứng đáng với cái tên, đó là ngăn cản bất kỳ kẻ nào dám xúc phạm hoặc chống đối lại Chúa Trời. Giai thoại nổi tiếng nhất của Michael đó chính là việc lãnh đạo lực lượng thiên thần trung thành với Chúa chống lại Lucifer, kẻ sa ngã. Sách Khải Huyền nói rằng Michael đã đứng lên lãnh đạo các thiên thần đánh bại Lucifer cùng đồng bọn. Sau đó ngài đẩy chính tên chủ mưu xuống địa ngục. Tổng lãnh thiên thần Michael được tôn kính và thờ phụng cả trong giáo hội Công giáo Roma lẫn chính thống giáo phương Đông và Do Thái giáo. Hình ảnh thường thấy của Michael đó là đôi cánh trắng muốt cùng bộ giáp sáng loáng, tay cầm thanh kiếm sẵn sàng trừng phạt những kẻ ác. Vị tổng lãnh thiên thần thứ hai phải kể đến đó là Gabriel. Cái tên Gabriel có nghĩa rằng Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Ngài là một trong 3 tổng lãnh được nhắc đến nhiều nhất trong Kinh Thánh. Giai thoại nổi tiếng nhất liên quan đến Gabriel đó là lúc ngài hiện về báo mộng cho Đức Mẹ Maria. Năm đó Maria mới 14 tuổi và chuẩn bị về làm vợ Joseph. Một đêm nọ, cô nằm mơ thấy thiên thần tên là Gabriel xuống báo mộng rằng sẽ mang thai một người vĩ đại, sau này có thể gây ảnh hưởng lên thế giới cả nghìn năm sau. Trong giấc mơ, Maria đã hoài nghi và hỏi lại thiên thần rằng mình chưa từng quan hệ với nam nhân, làm sao mà có thai được. Nhưng Gabriel đã trấn an rằng với Chúa thì việc gì cũng có thể. Vì thế Maria đã vâng lệnh Chúa. Trong tất cả các cuốn sách liên quan đến Kitô giáo đều viết về Gabriel như một sứ giả, người đưa tin của Chúa. Cùng với Michael, Gabriel được tôn sùng làm thánh và được giáo hội Roma, chính thống giáo và Do Thái giáo thờ phụng. Thứ ba, đó là tổng lãnh thiên thần Raphael. Người được đề cập lần đầu tiên trong sách Tobit và trong sách Enoch. Cả hai cuốn đều được ước tính có niên đại từ thế kỷ thứ 3 đến thứ 2 trước công nguyên. Cái tên Raphael có nghĩa là Thiên Chúa chữa lành. Thật vậy, thiên thần Raphael được thờ phụng với niềm tin sẽ giúp con người vượt qua được những lúc đau ốm, bệnh tật. Raphael thường được miêu tả cầm trên tay một cây quyền trượng có hình hai con rắn cuốn quanh ở đầu. Trong sách Tobia kể lại câu chuyện kinh điển về tổng lãnh thiên thần Raphael. Ở xứ Nineveh, có một người đàn ông bị mù tên là Tobit. Một lần, ông sai con trai Tobias đến xứ Ecbatana xa xôi để lấy lại một khoản tiền nợ. Tại đây có một người họ hàng tên là Sarah. Cô ấy đang bị một con quỷ ám. Điều kinh dị là cứ mỗi lần Sarah kết hôn thì hôn phu sẽ chết vào đúng đêm động phòng. Sarah đã cầu xin Chúa hãy cứu rỗi mình thoát khỏi tai ương này. Chúa lắng nghe lời thỉnh cầu nên liền sai thiên thần Raphael giáng trần. Ngài cải trang thành một người bình thường đi cùng Tobias đến nhà Sarah. Sau đó Raphael hướng dẫn Tobias đánh đuổi con quỷ cứu lấy số phận của cô gái. Cảm động trước điều đó, Sarah đã nguyện lấy Tobias làm chồng.
Sau khi kết hôn, Tobias trở nên giàu có. Nhờ sự giúp sức của Raphael, anh quay trở về nhà và chữa bệnh mù lòa cho cha. Lúc này, tổng lãnh thiên thần Raphael mới lộ thân phận thật. Ngài chúc tụng gia đình Tobias và Sarah rồi biến mất. Từ câu chuyện này, Kitô giáo có niềm tin về việc chữa bệnh của thiên thần Raphael. Ngài được phong làm thánh và đứng cạnh Michael cùng Gabriel trong danh sách những tổng lãnh thiên thần tối cao của thiên đàng. Tổng lãnh thiên thần thứ tư đó là Uriel. Ngài được coi là một vị thần chết vì chuyên đảm nhận trách nhiệm chào đón linh hồn và đưa họ qua thế giới bên kia. Cái tên Uriel còn có nghĩa là ánh sáng của Thiên Chúa. Uriel luôn mang theo bên mình một cuốn sổ ghi tên những người đang sống. Nếu ai đó bị ngài gạch tên có nghĩa rằng sinh mệnh của họ đã kết thúc. Có tài liệu mô tả Uriel có ngoại hình đẹp đẽ với màu đỏ chủ đạo, tay cầm ngọn lửa tượng trưng cho ánh sáng soi đường. Sách Enoch mô tả Uriel là vị tổng lãnh thiên thần có vị trí cao chỉ xếp sau Michael, Raphael và Gabriel. Ngài chính là người đã cảnh báo nhà tiên tri Noah về trận đại hồng thủy. Nhờ đó Noah đã đóng con tàu để cứu muôn loài trước cơn sóng dữ mà Thượng Đế đã giáng xuống. Ngoài ra trong cuộc chiến chống lại Lucifer, Uriel đã thông báo cho các thiên thần sa ngã về những hậu quả mà họ phải gánh chịu sau khi phản bội. Vị tổng lãnh thiên thần thứ 5 trong danh sách đó chính là Ariel. Cái tên Ariel có nghĩa rằng con sư tử của Chúa. Đây là một vị nữ thiên sứ, bà thường xuất hiện với hình ảnh cô gái trẻ xinh đẹp bên cạnh con sư tử. Có nơi mô tả Ariel là một vị thần mình người đầu sư tử. Ariel bảo hộ cho thiên nhiên, cho các loài động vật, mà còn hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên lẫn môi trường. Ariel còn có thể được dịch là nhà, bàn thờ, thể hiện việc luôn đáp ứng những mong muốn của con người về nơi ăn chốn ở. Ariel cũng hay sát cánh với các tổng lãnh thiên thần khác trong việc thực hiện nhiệm vụ. Bà cùng Raphael đã từng dùng khả năng chữa bệnh để cứu chữa cho động vật. Vị tổng lãnh thiên thần thứ 6 có tên là Raphael, bà được mệnh danh là thiên thần của sắc đẹp. Chính cái tên Raphael có nghĩa là vẻ đẹp của Chúa. Thực tế rằng trong các cuốn kinh thánh không có mô tả thống nhất về giới tính của Raphael. Có sách viết là nam, có sách lại viết là nữ, nhưng miêu tả nữ là phổ biến hơn. Raphael thường xuất hiện với trang phục màu vàng chói lóa, tay cầm một chiếc đèn đại diện cho cái đẹp được chiếu sáng. Raphael bảo trợ cho nghệ thuật và các nghệ sĩ. Bà được cho là người giúp nghệ sĩ hoàn thiện những tác phẩm nghệ thuật, giúp họ có cái nhìn đa chiều hơn về một vấn đề. Theo Kinh Thánh, Raphael là người bảo vệ cây tri thức trong vườn địa đàng. Khi Adam và Eva ăn trái cấm, chính bà đã thay mặt Chúa đuổi họ đi. Raphael còn được cho rằng có quyền lực lãnh đạo 53 quân đoàn của các thiên thần. Bà cùng với Uriel là hai tổng lãnh thiên thần thường xuyên chiến đấu với cái ác trong tâm hồn mỗi người, đưa họ hướng đến sự chân thiện mỹ. Vị tổng lãnh thiên thần cuối cùng trong danh sách đó chính là Kamael. Cái tên Kamael được hiểu là người đứng trước Chúa, người thấy Chúa. Nhiệm vụ của ngài đó là bảo vệ Chúa cũng như con người khỏi những nỗi sợ hãi và các suy nghĩ tiêu cực. Kamael được thể hiện với hình ảnh rất mạnh mẽ, nguồn gốc ngài là thần chiến tranh trong thần thoại Druid. Với sức mạnh vô song, ngài mặc một bộ áo giáp chói sáng cùng đôi cánh dang rộng. Trong tay của Kamael sở hữu một thanh kiếm dài rực lửa, sẵn sàng trừng phạt những kẻ xấu. Trong tín ngưỡng, tổng lãnh thiên thần Kamael phù hộ cho con người năng lượng để vượt qua nghịch cảnh, động lực để tiến lên đạt được mục tiêu của mình. Kamael chính là người trực tiếp thi hành mệnh lệnh của Chúa khi trục xuất Adam và Eva ra khỏi vườn địa đàng. Hãy thành tâm cầu xin Chúa và ngài sẽ đáp lại. Đó chính là những câu cầu nguyện nằm lòng của các tín đồ Kitô giáo. Và người thực hiện mệnh lệnh của Chúa đến với con người không ai khác chính là những thiên thần. Tổng lãnh thiên thần lãnh đạo các thiên thần bậc thấp, đóng vai trò là các sứ giả. Họ không chỉ hỗ trợ con người mà còn ra tay trừng trị cái ác, như cái cách mà thánh Michael tống Lucifer xuống địa ngục. Các câu chuyện về Chúa và các thiên thần, chúng ta có được những suy nghĩ, bài học sâu sắc về cuộc sống. Và với niềm tin vào họ, con người sẽ được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua các nghịch cảnh, vươn tới những điều mình hằng mong muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau nhé.